Ok, xin chào anh em yêu và đam mê cassette. Để làm cái clip cho anh em gọi là thay bánh tì. Cái tiêu đề là thay bánh tì của Sony 1000S. Cụ thể đây là bạn Vương Nguyễn có hỏi, thì tôi xin làm cái video clip này để phục vụ bạn Vương Nguyễn và tất cả những ai mà có cái vấn đề cần quan tâm, đó là thay bánh tì cho Sony 1000S. Ở đây con đai Sony 1000S là nó như thế này các bạn. Đây có chữ 1000S đây, bác nào chưa biết thì có thể xem ở đây đấy, tại vì tôi tháo cái cục loa ra rồi cho nên là nó cũng chỉ được như này thôi. Các bác có thể xem kỹ, xem tên của nó đây này. Đấy, trứng trứng khủng long rơi ra rất là nhiều. Con này này khá cũ rồi nhưng mà tiện thì đang có đây, tôi tháo cho bạn là Vương Nguyễn xem và tất cả những bác nào quan tâm xem thôi. Đây là cái mặt đằng sau của nó này. Đấy. Thì đây là dây cura, thì hình như là chúng ta thay cỡ 9 cỡ 10 gì đấy tôi cũng không nhớ lắm. Cái dây này bị trùng rồi này. Cái này là đang hỏng nhé. Thì chủ yếu là cho bạn Vương Nguyễn và các bác quan tâm xem cái bánh tì. Bánh tì cao su, cái cuộn cái cục cao su mà ép vào băng thì tôi sẽ tháo ra đây. Thế muốn tháo được cái cơ này ra thì chúng ta phải tháo hết cả cái mảng bo này ra thì mới được. Thì nó có hai con ốc ở đây này. Hai con ốc này nó chặn. Ở dưới đây có một con nữa này. Cái nào từ từ của này, cái tôi viết này yếu rồi. Đây chính là con ốc này đây. Đấy. Để nó để đấy nhá. Đấy, nhấc được cái mảng này lên rồi thì chúng ta mới nhấc được mảng này lên. Muốn nhấc mảng này lên chúng ta phải tháo những con ốc ở đây, một con tôi vừa vặn này. Bên này một con này. Trên này một con nữa này. Có ba con. Cái mảng này cũng ba con. Mảng này cũng ba con. Chúng ta nhớ cậy cái phần này ra, không là có lúc là mắc. Là chúng ta nhớ bật cái cửa ra bằng cách nhấn cái nút này. Nút này nút stop này. Đây chúng ta ấn này ra là cái cửa này nó bật ra này. Đấy. Thì chúng ta mới có thể nhấc cái này ra được. Ở đây chỉ là nhấc tạm thời ra thôi chứ không nhấc hoàn toàn ra được. Tại vì nó còn dính một số dây điện như dây motor này. Dây đầu từ này. Đấy, dây đầu từ này. Đấy, chúng ta lật lại. Đấy, các bạn xem ngược một chút nha. Tại vì là cái này nó phải ngược. Nếu mà xoay chiều này thì cái dây này nó không đến. Rồi, không để tôi xoay lại nha. Tôi rút cả đầu từ ra luôn. Rút cái dây đầu từ ra này. Ok.
Rồi. Chúng ta có cái bộ cơ của Sony 1000S ở đây rồi. Đấy. Đây chính là cái bánh tì cao su mà tôi cần nói đến trong cái video clip này. Để tháo được bánh tì này thì chúng ta phải cậy được cái miếng chặn ở đây. Đấy. Miếng chặn này thì nó cũng dễ thôi, nó thực ra là nó mềm. Nó mềm thì chúng ta chỉ cần có chút móng tay nên chúng ta thò xuống cho nó cậy lên thôi. Đấy, nhớ cầm chặt, các bạn nhớ cầm chặt nhé. Ấn play lên cho chắc ăn này. Đấy, nó cao hơn. Là thao tác còn dễ hơn. Thực ra nếu mà cái này không hiểu sao nó khá cứng này, có cái nó rất là mềm, chúng ta chỉ cần nạy bậy nó ra như này đấy, xong cậy là ra thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là dễ rơi, dễ văng đi. Cho nên là các bạn cẩn thận chút. Tôi vừa hất nó văng đi đâu rồi. Chắc là ở dưới này thôi. Để xuống dưới này. Đây, ra đây rồi. Đấy. Cái này thì nó là như thế này, cấu tạo của nó như này, các bạn có thể xem kỹ hơn này. Cấu tạo của nó như thế này, nó có cái rãnh ở đây, nó tức là nó cắt đứt đấy, cắt đứt cái phần vòng tròn này đấy, cho nên các bạn làm như nào là nó lấy ra được là được. Nó thực ra nó mềm thôi, nó không cứng. Có cái rất là mềm, không hiểu cái này còn khá là cứng ấy. Nó tùy từng đài các bạn. Rồi ok, đây, toàn vỏ trứng khủng long rất là nhiều. Sau khi rút được cái miếng nhựa nó ra là chúng ta rút ra thôi. Kể cả bấm đang bấm play này chúng ta vẫn kéo ra được nhé. Đấy. Thì đây chính là cái bánh tì mà một số đài mà Sony nó hay sử dụng, một số đài thông dụng ấy. Ở đây bao gồm những cái chiếc đài như là 710S này. 715 thì không biết là có sử dụng cái này không, tại vì tôi biết là 715 là một cửa nó dùng bánh tì nó nhỏ. Tôi không nhớ là cái cửa còn lại nó dùng bánh tì này không. Nhưng mà thường thường những cái dòng mà giống như là cái con 1000 này này, cái cục giữa nó giống ấy. Bao gồm Sony 1100 này, Sony 1110 này, Sony 1010 này và Sony 1000 này. Đấy, mấy cái con này là nó dùng bánh tì này, kể cả Sony 710 nữa. 710 là hai cửa. Còn những cái con reverse ấy thì nó cũng vẫn dùng bánh tì này nhưng mà nó có thêm bánh bên này nữa, nhưng mà vẫn cứ dùng cái bánh này thôi, các bạn yên tâm. Thì để trực quan hơn tôi sẽ dùng cái thước để đo cho các bạn. Nó là 13 cm các bạn. 13 mm, xin lỗi các bạn. 13 mm này. Sai số một chút nhưng mà không sao. Còn cái lỗ, quan trọng là cái lỗ nữa các bạn. 13 cm thì có khá là nhiều bánh tì cũ. Bánh tì cũ của những cái đài cassette ngày xưa ấy, thường thường người ta hay dùng bánh tì 13 mm. Để tôi nghĩ là cái này có vẻ mang lại cái tốc độ chuẩn nhất cho băng cassette. Nhưng mà đối với Sony ấy, thì nó lại quái đản một chỗ, ở cái chỗ là nó làm khác đối với phổ thông một chút. Đó là nó làm cái trục của cái bánh tì nó nhỏ hơn một chút. Đây, để tôi đo cho các bạn đây, cái trục của nó đây nhá. Trục bên dưới này nhá. Còn cái trên này là cái phần ép vào bánh tì đây. Cái trục của nó chính là cái phần này. Đó, thì chúng ta sẽ đo cái bên dưới này. Để xem nó là bao nhiêu. Đây, 1,96, chúng ta lấy chọn số là 2 mm. Cái trục của nó là 2 mm. Đấy. Còn cái trục phổ thông mà theo tôi được biết thì nó là cái này này các bạn này. Okay, bấm tip top đi. Đấy, nó là cái này. Cái này nó lại vừa với cái trục trên cơ, chứ nó không vừa với cái này. Để tôi cho vào cái này cho các bạn xem này. Đấy, nó cho vào cái này nó sẽ lỏng. Đấy, nó sẽ lỏng này. Các bạn nhìn này. Nó gây ra hiện tượng đào đào như vậy nhá. Đấy, rất là lỏng luôn. Mặc dù nó cũng là 13 mm này. Đấy. Cái bánh tì 13 mm khá là phổ biến.
Đối với cái một số cái đầu đếch ngày xưa họ hay dùng cái tốc độ này, dùng cái bánh tì này để đạt được cái tốc độ, có lẽ là tôi nghĩ là nó chuẩn. Đó. Thì nhưng mà cái trục của nó lại là trục 2,5. Đây nó cho vừa cái phần trên này nhá. Đấy, thì tôi đo cái phần trên này. Đấy, 2,46 nghĩa là 2,5 này. Đấy. Hiện tại không có cái trục nào để đo vừa cái này, tôi lấy tạm cái trục trên này. Còn cái trục này, trục của Sony này thì nó là chỉ 2 mm thôi. Bạn nhìn thấy đây. Đấy, tôi đo rồi, đo lại. Đấy. Trục 2 mm. Tóm lại là Sony dùng cái cụ thể đây là Sony 1000S. Để tôi liệt kê một số cái phần, một số máy Sony dùng cái bánh tì này. Tất nhiên là còn một số nữa nhưng mà tôi nhớ được cái nào tôi liệt kê cho mọi người luôn này. Sony 1110S này. Sony 710S này. Sony 1100 này. Sony 1010 này. Đấy. Tất nhiên là một số nữa rồi nhưng mà hiện tại tôi không nhớ đâu. Còn nhiều cũng khá nhiều để sử dụng cái bánh tì này. Đấy, bác nào mở mở đài Sony ra nhìn cái bánh tì tầm này là biết ngay. Tại vì thường thường Sony nó chỉ có một hai cỡ thôi, nó không có nhiều. Không có nhiều lắm. Đấy, tóm lại là như vậy thôi. Thì chủ yếu cái video clip này để chia sẻ với bạn Vương Nguyễn. Đó. Qua đây thì cũng tiện cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh trong thời gian qua luôn. Thì có bác hỏi xem nào. Có bác hỏi là gửi mình xin địa chỉ mua dây cu loa thì thực ra tôi mua trên Facebook nhưng mà bây giờ là không nhớ cái địa chỉ rồi, bạn Tuấn Lê Lê Tuấn gì đó. Tôi chỉ nhớ cái nickname thôi, còn số điện thoại kiểu là không nhớ. Để tôi xem nào, tôi sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Nếu các bác mua được thì càng tốt thôi, không sao cả. Tôi quảng cáo cho họ, cho bạn Tuấn này cũng được, tại vì bạn Tuấn này làm tôi mua mấy lần làm rất là có tâm. Tóm lại là chúng ta có bạn Tuấn này này với bác Lê Ti nhé. Đây các bác có thể nhìn ở đây, tôi chỉ có cái màn hình này thôi. Đấy, bạn Lê Ngọc Tuấn này. Đây là Facebook. Hoặc là các bác có thể vào cassettewalkman.org để các bác liên lạc với bạn Tuấn này nhá. Tại vì là ở trên fanpage không thấy bạn ấy đăng cái số điện thoại cá nhân. Cho nên là tôi không nhớ số điện thoại nữa. Ok, bạn ấy bán khá nhiều. Còn một số bác nữa nhưng mà bây giờ tôi không nhớ được hết tất cả mọi người để mà chia sẻ với các bác được. Đấy. Bác nào có Facebook thì có thể tìm bạn này với cái avatar đây, hai bố con gì đấy. Đó. Tôi cảm thấy là rất là hợp, bán rất là hợp lý và rất có tâm đối với những người chơi cassette. Thì tôi giới thiệu với các bác thôi. Còn bác nào cần sửa cassette ấy, thì tôi không sửa cassette nhé các bác nhé. Tôi không nhận sửa cassette, tôi chỉ chia sẻ những cái video này nhằm giúp những anh em nào tự sửa thôi. Còn tôi không nhận sửa nhé. Tuy nhiên thì bác nào muốn tư vấn thì có thể liên lạc với tôi cũng được. Tôi sẽ tư vấn miễn phí. Đấy, cũng gần đây cũng nhiều bác cũng muốn nhờ tôi sửa. Tôi cũng muốn giúp mọi người nhưng mà thật sự là đây không phải là cái nghề của tôi cho nên là tôi không có thời gian nhiều cho nên là mong các bác sự là thông cảm. Tuy nhiên thì có thời gian rảnh thì nếu giúp được bác nào tôi vẫn giúp bình thường. Đấy, chủ yếu là phục vụ anh em trên cassette. Còn bây giờ mang ra thợ thì nó cũng lằng nhằng lắm. Thợ bây giờ thì tôi cảm thấy là nếu như không yêu cassette thì sửa rất là không có tâm. Ít nhất phải yêu âm nhạc. Ok, vậy thôi. Video clip có lẽ xin kết thúc tại đây. Bác nào có vấn đề gì về hoặc là có những cái câu hỏi gì về cassette xin hãy để lại bình luận để tôi chia sẻ với mọi người nếu như tôi biết. Xin cảm ơn mọi người đã xem video clip.